lại kỳ mấy lần cho anh đó nha, cháu anh đồ mẹ nó chán không. Có bạn đi xin giờ anh em làm vậy đó. Đi sữa không ạ? Sáng nó thêm sáng dậy nha. Sữa gì em? Tôi thăm nó hơi hơi đọc. Cho em bị nghe. Cái ông chú này cái bên nó là mày làm cái bộ tao bị mất của mày quá chú ơi. Nó là làm đi rồi đâu có biết không ai tỉnh thì phải không có chết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao trống à. Đi vậy? Chúng ta chụp cái thì thôi. Thì kêu bắt xe, có nói đâu làm vậy đâu. Không giác luôn không? Hay là để tao giác? Báo luôn là xong rồi, đúng không? Cái này đâu? Giúp nó đầu luôn là xong. Cửa pháo sao bình tĩnh được. À đúng rồi, trời ơi. Thẳng gạch xí, để em dịch tùm lum. Gì trời. Giữ lại cái không? Bữa nay mình thả vừa cái chai chạy rùa ra. Anh cảm bánh anh chập đấu kẹp. Thank you.
Cắt bằng lưỡng không? Vẫn trung bình. Thầy mà 5-0 này. Đúng sạc gì? 6-1 mà 5-0 đâu. Là 5-0 chứ. Cái gì hả? Trời ơi. 6-1 khạc 5-0 à? Khác chứ anh. Khác chứ. 6-1 khạc 5-0 được rồi. Đúng không? 6-1 với 5-0 nó khác nhau với anh. Trời ơi, 6-5-0 là nó trắng rồi, hiểu không? 6-1 là nó cũng có qua có lại. Trời ơi, đứng nước quá bất ngờ. Làm mình không kịp trả tay mình chết luôn. Quá.
lên liền. Từ như vậy đó thì giật dây.
đâu mà. Tao quá ăn cũng khó vậy mà kêu dễ vậy anh. Yeah.
chỗ khác thôi. Xe pháo, bây giờ mình hớ mã là hai pháo cũng giống nhau thôi, có khác gì đâu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa ăn nhỏ đó. Người chưa ăn thế nhỏ. Ăn chưa? Mình đi chợ nhiều quá. Giờ mình còn giờ kia mình đúng rồi. Đây, bữa nay với lần đầu tiên cảo anh công được trăm món sắn. Ôi giời ơi, hay quá xuống luôn. Bữa nay mới cảo được công và ở trước là thua đúng không? Bữa rồi anh bảy bạn chưa có còn. Thank you.
Thank you.
chưa trong đội tuyển gì. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kêu cái mà qua kêu về tường bắt được cái tay con.